Chỉ cần tìm kiếm cụm từ mua bán vũ khí, từ Facebook đến các trang mạng xã hội, ra hàng chục nghìn kết quả khác nhau. Có nhóm hàng nghìn thành viên, có những nhóm kín giao dịch chỉ vài thành viên. Đủ các loại, từ dao, kiếm, mã tấu, bình xịt hơi cay đến các loại súng ngắn, dài đều có. Tràn lan, công khai và dễ dàng trên tất cả nền tảng xã hội. Và thậm chí có những đối tượng còn mô phỏng việc sử dụng chính các loại vũ khí này bằng những clip để thể hiện rằng nó có tính sát thương và nguy hiểm rất cao. Nơi nó sử dụng súng này đi giải quyết một... Phóng viên liên lạc với số điện thoại của các đối tượng, kênh YouTube và Facebook đối tượng bán chủ yếu súng săn, hay còn gọi súng hơi tự chế, súng PCP, một loại súng có độ sát thương rất cao trong cự ly 100m. Đối tượng cho biết đã bán nhiều loại súng này. Tùy nhu cầu sử dụng, người mua sẽ chọn một mức giá phù hợp. Chuyển thanh cho như thế nào nhỉ? Gửi xe ô tô à? Vâng. Em test trước anh rồi về, anh chỉ việc lắp lại cái bán để đảm nó là thành cây thôi mà. Vận chuyển bằng xe khách, đóng gói kín trong các kiện hàng, hoặc gửi qua đường chuyển phát nhanh, giao hàng công nghệ, không gặp mặt trực tiếp, cách thức của các nhóm đối tượng. Nguy hiểm hơn, có đối tượng dù không có kiến thức kỹ thuật nhưng vẫn mua các loại linh kiện trên mạng, xem các clip hướng dẫn, rồi tự chế vũ khí, đã gây nguy hiểm cho cả đối tượng và người mua. Em nghĩ là nó là chỉ là súng tự chế thôi, thì nó cái độ sát thương của nó không cao, nó chỉ sử dụng cho việc săn bắn. Theo Bộ Công an, trên 58% các vụ án phạm tội đều liên quan đến việc sử dụng dao và vũ khí. Trong đó có nhiều tội rất nghiêm trọng như giết người, bắt cóc, ma túy, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ. Thực ra đã gây ra một số vụ án giết người, vụ án gây thương tích rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Tôi nói ví dụ như tình vụ án ở Phú Quốc, Kiên Giang xảy ra tháng 10 năm 2022. Đối tượng chỉ sử dụng một cái khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải, đã dẫn đến bắn một phát mà chết 2 người và làm thương 4 người. Đấy, và vụ án đến giờ phút này chúng tôi khởi tố đến 70 đối tượng và thời gian bây giờ vừa xét xử xong 54 đối tượng về hành vi giết người. Các cơ quan chức năng đang lấy ý kiến về dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để xử lý nghiêm những hành vi này. Theo đó, người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt các loại vũ khí thô sơ, linh kiện vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị xử lý hình sự, đối diện với mức cao nhất là tù chung thân.